À, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì mấy nay ở dưới mình dịch quá cho nên là mình cũng chưa có ra đường mà hớt tóc cũng chả có nhà học. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn đi ăn hải sản, không đi mua chứ, mình đi mua hải sản mà dạng như là tươi ngon rất là rẻ luôn ở tại Cà Mau mình. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chuyến hành trình mình đi xuống huyện Sông Đốc đó các bạn, xuống Sông Đốc ngay cửa biển, và mình sẽ mua mực và tôm tại những cái người dân mà đi đánh bắt từ mà vừa từ biển vừa vào luôn. Thì hôm nay xin mời mọi người cùng đi với mình nha. Phải không? Bà nói bà đi vô cái hãng nước đá. Bà nói đi xuyên qua bên chỗ cái xưởng nước đá gì đó. Nè, xuyên rồi nè. Rồi hả? Rồi sao biết cái đó bà? Hỏi thế đây. Cái này hả? Rồi đúng rồi. Ủa sao không thấy vậy bà? Cái này ở bên sau rồi, xúc ngoài sao. Vậy hả? Đi kỹ nha. Ok. Không sao. Ui ơi. Thank you.
Có hả? Không, không. Vậy là đâu phải tiền chiếc này đâu. Hỏi bà ơi, có điện thoại không? Có, em lên bà điện. Kiếm chơi đường khó không? Tại sao tao đi xe tải gì nè? Giờ quay vô. Vâng. Để gắt máy mới lội vô được, nó cầm cầm thấy ghê quá. Giờ lội vô bà đã. Ông kia ông chị nãy nãy đi băng qua cái hãng nước đá này nè. Mình thì xuống để mà mình mua mực. Chị thì anh xã của chị đi ngoài biển để mà đi đánh bắt ngoài khơi. Và các bạn thì gia đình chị thì chắc có một cái tàu riêng, chị sợ mình ngại cho nên chờ lâu á, cho nên là cứ liên tục điện cho anh. Thực ra thì không sao đâu, mình anh em mình cứ để xuống đây để mà mình ngắm cảnh mình chơi thôi. Đó, về đây thì các bạn sẽ thấy được rất là nhiều ghe đò tàu chạy. Sống của những người đi biển. Chẳng qua cái này người ta lợi nhiều chút xíu thôi. Cái này mua cái này. Dạ. Cái này mình chủ động được á. Đúng rồi. Thiếu. Thiếu một hai. Đây đây đây. Đây. Vô nổ không kiếm. Được chứ. Tao muốn làm con gái cho con được rồi, nhập gì. Phải không anh? Gái được con được rồi. Dìm tính là chị show chung rồi chứ. Không show chung, nếu không show chung thì lấy cái này chưa được đây. Sao không bán ấy? Đấy. Mua show bán giá cao chứ. Hả? Thì vợ em đang trứng. Vừa trứng vừa ra hả? Không, vì đây là ăn luôn, trứng nào ăn đó. Hết suối. Chứ ai đâu mà rửa sẵn cho ăn thế mà tội đâu. Ủa chị đi chợ với hả ta? Chị ăn nhiều ấy nhiều chứ chị đâu có bắt phụ gì hết rồi. Ấy cũng đừng chị ăn đó, 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 đó. Ồ. Ấy, cái nó bụng quá. Bụng bé tay á. Đó thì tua với bầu. Đây nè. Nè. Dạ. Có một túi nào nữa đi. Cái này ngon dữ luôn. Chị Trang ơi. Cái điện cho ông thấy đó, ổng không biết, ổng không thích cái mẹ hết rồi. Mấy mẹ, con nó không biết.
đi. Ôi trời. Đẹp quá. Dễ gì? Rồi ra máu hả? Dễ hả? Đó có kêu cá nhanh không? Chị ơi, tin tích này nó ít quá, không có lửa, nó được chứ chị. Thôi, khai mua chưa? À, có thôi, khai giữa luôn. Lửa sao hay vậy? Bà con. Rồi, tính anh gì đây nè, nhìn đi. Nè, tự nhìn đi nè. À, cái này là màu, phải không? Cái này là tôm tích. Còn cái này là cái này. Ở trong. Rồi, ok vậy ha nè, cái này ha. Rồi ok. Bây giờ mình xuất chia ra nhà.